Chị bình thường ha. 4 ngày rồi thì tiết cho nó nhanh ha. Dạ. Dạ. Cũng còn cảm ơn bác sĩ. Coi như mới đầu á là cuộc ngày là coi như là có một có ở đây là mình rất là quân môn, rất là sợ. Nhưng mà sau này có chính quyền địa phương và y bác sĩ để ngày một ngày là hơi lần để không chữa bệnh cho dân ở đây là cô rất là hài lòng với chính quyền, với các y bác sĩ là rất là tận tình giúp đỡ dân chúng tôi, là cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Y tế có cái nhiệm vụ là hàng ngày đến khu cách ly để theo dõi sức khỏe cho toàn bộ 50 hộ và đồng thời nữa là hàng ngày ấy, thì y tế có trách nhiệm là hướng dẫn cho các hộ tự vệ sinh ở trong cái khu vực cách ly, như là đeo khẩu trang, tránh giao tiếp hoặc là rửa sàn nhà, lau cửa hàng ngày và đặc biệt cái chú ý đến cái hệ thống tập thể mà ở trong khu cách ly. Quan hệ đạo được đủ.